Ôi dồi ôi, lạnh Hello quá mọi mọi người ơi. Bà Minh và Việt Hà xin chào quý vị khán giả. Mọi người ơi, đây có phải tình trạng chung tất cả chúng ta không ạ? Và đây là thời trang chung khi mà ra ngoài đường đây đúng không quý vị? Dạo gần đây thì chúng ta đều nhìn thấy những hình ảnh gọi là các bạn trẻ chùm chăn, chùm các thể loại đi ra ngoài đường đúng không ạ? Người thì áo khoác dày, áo khoác mỏng, rồi là chùm chăn. Thật sự là quá là rét. Tuy nhiên, một tin chấn động, một tin vui cho tất cả chúng ta là đến tuần sau thì sẽ hết lại và thời tiết cũng sẽ ấm hơn, nhiệt độ cũng sẽ tăng lên trong tuần sau. Mọi người ơi, vỗ tay. Mọi người ơi, chúng mình đang live trên nhiều nền tảng khác và cũng đã giới thiệu với mọi người nhiều rồi. Nên là nếu ai muốn xem ở các nền tảng khác thì quý vị cũng có thể qua các nền tảng khác nữa nhá. Đúng rồi, mọi người đang bảo là Tây Nguyên thời tiết dạo này cũng lạnh này. Đúng rồi, tại vì là cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh sâu xuống mà. Đúng rồi, hôm nay và ngày mai là sẽ có không khí lạnh tăng cường, sau đó thì đến giữa tuần thì mới ấm lên quý vị ạ. Đúng rồi, có khán giả nói là từ thứ ba trở đi sẽ ấm nhiều. Đó. Có liệu có đúng hay không thì tí Bá Minh và Việt Hà sẽ chia sẻ cho quý vị. Còn bây giờ mọi người ơi, mọi người muốn biết thông tin gì ạ? Không biết là mọi người muốn biết thông tin gì trước khi đến với những cái thông tin mà cụ thể ở các khu vực thì quý vị phải ở đây để lắng nghe những cái thông tin rất thú vị về thời tiết tuần sau cũng như là từ giờ cho đến Tết. Đúng rồi, quý vị hãy tương tác thật nhiều trên các nền tảng nha quý vị nha. Tết này có thời tiết như thế nào? Tí rồi nữa Bá Minh và Việt Hà sẽ chia sẻ cho quý vị. Quý vị phải ở đây đến cuối nhá. Nào, chị Việt Hà cho em xin thông tin. Rồi, bạn Đào Hải bảo là trong nhà còn phải khoác chăn kìa. Thật ra bọn mình đang kiểu thử cảm giác xem là ra ngoài đường đắp chăn thế nào đấy. hôm nay thay vì live ở trong phòng kín, live ở trong nhà ấm áp thì chúng tôi những MC của dự báo thời tiết VTV đi ra ngoài ngồi. Đúng rồi. Để livestream cho quý vị cho có một cảm giác thật là chân thật. Tầm này mà quý vị nào mới đang đi làm về chẳng hạn là cũng sẽ rất là rét nha. Vâng, hiện tại thì trên này đang rất là gió. Nào quý vị ơi, bây giờ thì chúng ta sẽ cập nhật cái tình hình thời tiết ở cả ba miền vào ngày mai cho quý vị được biết nhá. Cái lạnh này thì khả năng là sẽ kéo dài đến thứ hai. Và đến sau thứ hai trở đi thì trời sẽ ấm dần lên. Còn trong ngày mai thì do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, miền Bắc sẽ tiếp tục xảy ra rét hại trên diện rộng. Đêm nay không chỉ rét mà còn có mưa nhỏ. Quý vị ở thủ đô Hà Nội cũng như là miền Bắc nói chung thì chú ý là đêm nay sẽ còn xảy ra mưa nhỏ, vì thế mà càng rét hơn. Tại thủ đô Hà Nội dự báo nhiệt độ ngày mai thì không vượt quá là 13 độ C. Đấy. Ở các nơi khác của Bắc Bộ thì cũng sẽ có cái diễn biến nhiệt độ tương tự. Rét hại vẫn bao phủ trên diện rộng vào ngày mai. Nhiệt độ phần lớn ở các thành phố đều từ 13 độ trở xuống. Chỉ ít nơi ở phía Tây á, như là Lào Cai này hay là Điện Biên Phủ là nhiệt độ sẽ có phần là nhỉnh hơn, 16 đến 18 độ C ạ. Đúng rồi, hôm nay rét hơn hôm qua. Đúng rồi, tại vì là có mưa đấy quý vị ạ. Đúng rồi. Sáng nay trời có mưa nên cảm giác sẽ buốt hơn rất là nhiều. Mưa đã bắt đầu, nếu ai ở thủ đô Hà Nội thì mưa đã bắt đầu từ đêm qua rồi cơ. Ừ, đúng rồi. Thế còn với Bắc miền Trung nhá, cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh. Cho nên là ngày mai vẫn rét hại ở khu vực là Thanh Hóa cho tới Hà Tĩnh. Nhiệt độ thì không nơi nào vượt quá 14 độ C ạ. Thế còn người dân ở Đồng Hới này trở vào đến Huế thì cũng sẽ thấy rét. Nhiệt độ là 16 đến 18 độ C. Mưa nhỏ sẽ bất chợt xuất hiện ở nhiều nơi. Trong ngày sẽ có xuất hiện mưa nhỏ. Sẽ khiến cái rét sẽ càng ngấm hơn. Đấy, lui xuống khu vực Nam miền Trung thì dự báo là Đà Nẵng tới Nha Trang này, trong ngày sẽ có lúc mưa, nhiệt độ chỉ khoảng từ 25 đến 28 độ C thôi. Riêng Phan Thiết là nắng đẹp cả ngày, nhiệt độ vừa phải 29 độ C. Thế là quý vị ở Nam miền Trung ngày mai cũng sẽ thấy rét. Tuy nhiên là chỉ có khu vực là Phan Thiết ấy, thì ngày mai là nắng đẹp và nhiệt độ sẽ khá là ấm áp, 29 độ C. Mức nhiệt rất là dễ chịu. MC Việt Hà của chúng ta dù đang cuốn khăn nhưng mà cũng đã cảm thấy rất rét rồi. Không biết là khán giả ở bên này mọi người đang đi đâu rồi ạ? Đây mọi người vẫn đang cập nhật đấy, mọi người vẫn đang hỏi rất nhiều. Mọi người chờ Quảng một chút Ninh nhá, này. Bây giờ hai MC đang cập nhật cụ thể thời tiết ở cả ba miền, tí nữa sẽ đi vào thời tiết cụ thể ở các địa phương nên quý vị phải ở đây để đợi hai MC nhá. Đúng rồi, còn thời tiết về dịp Tết như thế nào nữa quý vị? Quý vị đừng bỏ đi nha. Ngày hôm nay còn thông báo cho quý vị cả thời tiết Tết nữa cho nên là quý vị ơi vào nhanh lên, vào sớm và thật là đông mắt xem để hai MC nhanh chóng cập nhật cho quý vị được biết.
Thế còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì cũng mỏng mây và có nắng từ sáng đến chiều mai. Một số nơi ở khu vực Nam Bộ ngày mai sẽ có nắng nóng 34-35 độ như là tại thành phố Hồ Chí Minh này, Biên Hòa hay Thủ Dầu Một. Sẽ là những nơi mà có nóng rõ vào buổi trưa và đầu giờ chiều 34-35 độ. Rồi. Quý vị ơi, quý vị đã muốn lắng nghe thời tiết Tết này như thế nào chưa? Nếu quý vị nào mà muốn nghe về thời tiết Tết thì hãy comment thật nhiều nha quý vị nha. Bây giờ mọi người muốn biết thời tiết Tết trước hay là muốn biết là về cái tình hình lạnh đến bao giờ trước ạ? Mọi người comment đi ạ. Một là thời tiết bao giờ ấm. Đấy, đúng nếu rồi, muốn biết ấm. Bao giờ ấm thì comment số 1. Muốn Tết, muốn biết là Tết có rét hay không thì bấm số 2. Nào mọi người, xin mời mọi người comment ạ. Rồi, cú pháp số 1 sẽ là bao giờ hết lạnh ạ. Số 2 là thời tiết Tết. Số 2 có vẻ nhiều á. Tết trước ạ, mọi người. Vậy là ở đây cũng thế này. Mặc dù ở nền tảng một rồi, nào một rồi, ta thấy một rồi. 1 hay 2, 1 hay 2. Ở nền tảng nào thì mọi người cũng muốn biết về Tết á. Lại đến bao giờ 2, thời tiết miền Trung. À, mình vừa nói qua thời tiết miền Trung rồi, bây giờ bạn ở lại đây. Đến một lát nữa thì mình sẽ cập nhật lại tình hình thời tiết ở ba miền nhá. Còn bây giờ chúng ta sẽ cập nhật, một là bao giờ ấm, hai là Tết này như thế nào. Bên này mọi người thích 2 hơn này, mình đây cũng thích 2 hơn đây này. Mình chọn số 3 đấy. Ok, thì mình sẽ cập nhật về thời tiết Tết trước đi. Đúng rồi, bây giờ chị Hà, mời chị cập nhật tình hình thời tiết Tết. Về tình hình thời tiết Tết thì khả năng là ngay trước Tết miền Bắc sẽ ấm nóng trở lại quý vị ạ, trước khi có không khí lạnh về. Mặc dù là trời có rét nhưng mà sẽ không rét đậm như là hiện nay đâu. Dự báo là từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 3 Tết, tức là ngày mùng 6 tháng 2 này đến ngày 12 tháng 2, quý vị lưu ý nha, từ ngày mùng 6 đến ngày 12 tháng 2 thì Bắc Bộ trời sẽ rét ạ. Nhưng mà sẽ không rét đậm như là bây giờ đâu. Và dự báo là ban ngày thì nhiệt độ chỉ khoảng dưới 20 độ C và xấp xỉ thì trung bình nhiều năm. Ít có khả năng rét đậm rét hại như là ngày hôm nay. Còn với khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi dự báo sẽ có mưa quý vị ạ, nhưng mà không có khả năng mưa lớn. Chủ yếu là mưa do không khí lạnh tràn xuống thôi. Từ Bình Định tới Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ thì trời ít mưa và nắng nhiều, tại vì đang trong mùa khô mà. Đông Nam Bộ thì lưu ý là sẽ có nắng nóng ạ. Còn với giai đoạn trước Tết, từ giai đoạn trước Tết là ấy nha, là thông tin thì sau nói à? Sau nha. À, là sao ạ? Bí mật rồi quý vị ạ. Bí mật. Quý vị ơi, quên mất từ nãy đến giờ nói chào quý vị khán giả mà quên việc là kêu gọi like, share và thả tim. Quý vị ơi, quý vị ở các nền tảng giúp Bá Minh và Việt Hà ấn vào nút like, nút share, nút thả tim. Còn bên này thì ấn thật nhiều lần vào màn hình giúp mà hai MC nhá. Mọi người ơi, ấn thả tim giúp chúng mình đi ạ. Và ấn share thật nhiều để nhiều quý vị khán giả hơn nữa biết được thông tin thời tiết nhá. Vừa rồi thì chị Việt Hà cũng đã cập nhật cho quý vị khán giả là thời tiết Tết này như thế nào. Bây giờ Bá Minh sẽ nói lại một lần nữa, nhấn mạnh lại cái thông tin thời tiết cho quý vị được biết. Là ở khu vực Bắc Bộ thì đến Tết trời sẽ là rét. Đúng là rét. Nhưng cũng không rét quá như cái đợt này. Đấy, như những cái thông báo trước thì nói rằng là thời tiết Tết là mát mẻ 18-20 độ. Tuy nhiên là đến thời điểm hiện tại, theo cái cập nhật của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nói rằng là Tết này sẽ rét. Và từ 27 tháng Chạp đến ngày mùng 3 Tết là Bắc Bộ là trời sẽ rét này. Và nhiệt độ sẽ nhiều nơi dưới 20 độ C. Đấy. Và Tết năm nay cái nền nhiệt chung sẽ thấp hơn so với những năm trước. Đấy, quý vị đã nắm được chưa ạ? Vậy là Tết này là rét nha quý vị. Nhiều quý vị khán giả hỏi là Tết này như thế nào thì khẳng định lại cho mọi người Tết này là rét theo cái cập nhật đến thời điểm hiện tại của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Mà không chỉ rét đâu, sẽ có cả mưa phùn đúng nữa rồi, quý vị đúng ạ. Rồi, đúng rồi. Nhưng mà thế thì nó sẽ khá là giống không khí Tết. Bà Minh rất là thích cái không khí như vậy, kiểu có mưa một chút xong rồi chúng ta có thể căng bạt lên rồi gói bánh chưng, nấu bánh chưng. Ôi cái không rồi. Khí đấy thật là thích. Kiểu là mùi khói khói bếp ấy. Tại vì chúng ta ở thành phố này rất ít khi mà được gặp cái việc. Bây giờ thì ít hơn đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ hầu hết là mọi người sẽ ở trong nhà cao tầng hoặc là trong nhà thôi. Nhưng á, mà Tết thì chúng ta kiểu hơn. Cả xóm có thể góp chung vào rồi chúng ta cùng gói bánh chưng hay xong rồi là quay lại để vẫn là luộc bánh như thế, cái không khí của tổ dân phố của xóm làng chúng ta rất là thích đúng không quý vị? Mọi thế người còn... có cái ký ức về Tết để giống Bá Minh không ạ? Dự báo thật nha mọi người, Tết này là rét đấy mọi người ạ, mọi người chú ý nhá. Mọi người bảo tiếng hơi rè. Tiếng hơi rè à? Thôi mọi người thông cảm một chút là vì đang thứ nhất là ngồi ở ngoài trời, thứ hai là gió nữa. Chúng tôi đang phải chùm chăn vừa like cho quý vị nên là rất là rét, bắt đầu ngạt mũi rồi quý vị ạ.
Thế còn với khu vực Trung Bộ Tết này như thế nào? Trung Bộ này thì nó sẽ chia ra hai khu vực, đó là Bắc miền Trung thì từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi, dự báo là Tết này sẽ có mưa và ít khả năng là mưa lớn. Vẫn có mưa nhưng mà không mưa lớn đâu quý vị ạ. Thế còn khu vực từ Bình Định tới Bình Thuận này, đấy, sẽ là trời ít mưa và có nắng nhiều. Thế còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ Tết này cũng sẽ nắng quý vị ạ. Quý vị cần lưu ý là ở miền Đông Nam Bộ ấy, là thành phố Hồ Chí Minh này, Biên Hòa này, Thủ Dầu Một này, là nắng nóng cục bộ, nhiệt độ sẽ lên tới là 35 độ C đấy ạ. Nhưng mà mưa sẽ chủ yếu là về đêm và sáng sớm thôi, còn ban ngày thì nhìn chung là trời vẫn sẽ... Quý vị ơi, quý vị chú ý nhé, đấy là nắng là ở khu vực miền Nam, còn miền Bắc, Bắc miền Trung và miền Bắc là trời rét đấy ạ. Mọi người comment là nắng là tốt rồi, nhưng mà cập nhật lại là quý vị lưu ý là này, Nam miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ thì mới có nắng thôi. Thế còn Bắc miền Trung trở ra toàn Bắc Bộ thì trời vẫn chủ yếu là rét ạ. Đúng rồi ạ. Rồi, bây giờ rét ngọt, đúng rồi, Tết này sẽ rét ngọt mọi người ạ. Không nha, Tết thì sẽ không rét đậm, rét hại, không rét hại như đợt này, tuy nhiên là vẫn rét đậm đấy ạ. Rồi mọi người muốn biết thời tiết tuần sau chưa ạ? Nếu muốn biết thời tiết tuần sau thì bây giờ hãy giúp chúng tôi đẩy view lên thật là nhiều đi ạ. Đây, khán giả ở bên này luôn luôn nhiệt tình với chúng tôi, tương tác rất là nhiều. Mọi người đợi nhá, khi mà kết thúc live ở bên nền tảng này thì chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục chuyển sang đây để chia sẻ, giao lưu cùng với mọi người. Nên mọi người hãy ở đây đến cuối nhá. Thế còn khán giả ở trên phở bò... Mọi người ơi, tụt view rồi, lúc nãy là 600 mấy mắt xem, giờ chỉ còn 550 thôi. Mọi người muốn biết thời tiết tuần sau là ấm lên chưa ạ? Mọi người có muốn biết thời tiết tuần sau như thế nào không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ quay về thời tiết tuần sau nha quý vị nha. Bật mí cho quý vị là tuần sau, nếu ai muốn có nhu cầu giặt chăn màn quần áo, giặt rồi. Quần áo để đón Tết thì đây là thời điểm rất là thích hợp. Nhưng đừng bị thời tiết đánh lừa mà vẫn chúng ta vẫn phải sắm đồ Tết là đồ ấm quý vị nhá. Quý vị lưu ý, bởi vì tuần sau khả năng là đến thứ 3 thời tiết sẽ ấm nóng trở lại. Đúng rồi ạ. Vâng. Mọi người ơi, đến thứ 3 tuần sau thời tiết sẽ ấm nóng trở lại nhá mọi người nhá. Nhìn chung là về trưa chiều nó sẽ cải thiện về nhiệt độ hơn so với những ngày vừa rồi á quý vị, nó sẽ ấm và nóng hơn. Thời gian rét thì chủ yếu là về đêm và sáng sớm thôi. Mọi người ơi, từ từ chắc buồn cười quá, có khán giả comment là nhìn hai MC như vừa mới tắm. Mọi người ơi, không phải đâu ạ. Bọn em ngồi ở ngoài rất là lạnh gió, muốn ngồi ở ngoài để like với mọi người cho có cái cảm giác thật là chân thật ấy. Đấy. Nên là hiện tại đây quý vị có thể thấy đây là một góc sân ở đài truyền hình. Đây, mọi người có thể nhìn thấy hiện tại bà Minh đang chỉ có một chiếc áo sơ mi, một chiếc áo vest vì vừa mới dẫn xong. Bà Minh thì ăn mặc mỏng hơn quý vị. Nên là lên đây ngồi thì phải mượn chăn để ngồi ở đây nói chuyện với quý vị. Thôi, bây giờ chúng ta quay trở lại với các thông tin thời tiết nhá. Mọi người nhớ giúp chúng em là thả tim tương tác thật nhiều cũng như là share để cho nhiều quý vị khán giả được biết hơn ạ. Rồi. Cụ thể thông tin thời tiết tuần sau như tuần thế sau, nào? Vâng. Đâu nhỉ? Không phải cái này. Được, ngày mai hả? Ủa, chết rồi. Mình quên không lấy cái đấy à? Quý vị đợi một chút, ạ. Đây, trong khi bạn Việt Hà thế thì, cập nhật mình cụ sẽ thể. Cập nhật, còn mình sẽ cập nhật cụ thể về các tỉnh thành phố nha. Vừa rồi mình cũng có đã lướt qua comment thì có thấy là rất nhiều người comment về các tỉnh thành phố rồi. Quý vị ơi, bọn mình đang ở ngoài trời nha. Vâng, có quý vị hỏi, rất nhiều quý vị hỏi là về Hà Nội. Thì Hà Nội ngày mai khả năng sẽ có lúc có mưa nhỏ ạ. Nhiệt độ thì trong khoảng là thấp nhất vào 10 độ C và ngày mai sẽ chắc là chỉ khoảng 13 độ C thôi. Có mưa nữa, cảm giác sẽ buốt hơn hẳn đấy ạ. Vâng, còn với Ninh Bình ngày mai cũng có mưa nhỏ nha quý vị. Nhìn chung thì tại miền Bắc hầu hết là sẽ đều có mưa và nhiệt độ thì sẽ không vượt quá ngưỡng 13 độ C đâu ạ. Rồi mọi người, từ từ nhá. Bây giờ bà Minh đã nắm được cái thông tin thời tiết tuần sau rồi thì sẽ cập nhật cho quý vị khán giả được biết. Đến khoảng là rét hại đợt này sẽ chỉ kéo dài trong 2 ngày nữa thôi. Đến sau thứ 2 trở đi thì thời tiết sẽ ấm dần lên và trời sẽ hết mưa, nắng ấm quay trở lại. Đến thứ 3 thì
thời tiết trên cả ba miền sẽ hầu hết là nắng đẹp. Ừ. Đấy, duy chỉ có Nam Bộ là vẫn tiếp tục cái trạng thái là nóng khô thôi. Ừ. Thế còn ở Bắc, miền Bắc này và Bắc miền Trung thì thời tiết cũng sẽ tăng dần lên. Như tại thủ đô Hà Nội này, Hòa Bình này, Ninh Bình này, nhiệt độ sẽ nhích dần lên khoảng 2 đến 3 độ, rồi sẽ lên cao hơn nữa. Và nhiệt độ cao nhất trong cái đợt ấm áp tuần sau sẽ khoảng là 24 đến 26 độ C. Ồ. Thế còn ở khu vực Nghệ An này, Thanh Hóa này, Hà Tĩnh đến chủ nhật này, thứ hai, thứ ba thì mỗi ngày sẽ tăng lên khoảng là 3 độ. Đấy, như thời điểm hiện tại ở Nghệ An là 14 độ, đến thứ hai là 10 à đúng không nhỉ? Đúng rồi, đến thứ hai là 17 độ và đến thứ ba là 20 độ và nhiệt độ cũng sẽ ấm áp dần lên như vậy. Đấy, quý vị nắm được chưa ạ? Vậy là tuần sau là thời điểm thích hợp để chúng ta đi chơi này, đi sắm Tết này. Và giặt giũ quần áo, quý vị lưu ý nhá. Tuần sau sẽ là thời điểm nhất để quý vị dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo và đi sắm Tết. Mọi người cố lên, nốt thứ hai thôi ạ. Nốt thứ hai là chúng ta sẽ còn rét đậm rét hại. Mọi người thứ ba là sẽ đỡ hơn rồi. Đây, quý vị có thể thấy MC chúng tôi, à không, chứ chắc chỉ có em thôi. Nhưng mà rất nhiều các bạn MC trong thời điểm này đang mắc phải tình trạng sổ mũi và viêm họng như bà Minh đây. Mấy ngày vừa rồi là liên tục đau họng. Cái này thì chắc là tình trạng chung của rất nhiều người rồi. Rồi, mọi người ơi, bây giờ thì bà Minh và Việt Hà sẽ cập nhật tình hình cụ thể ở các địa phương cho quý vị khán giả được biết nhá. Quý vị khán giả ở đây, mọi người đợi một chút, quý vị khán giả ở Phở Bò ơi, mọi người có thể giúp chúng tôi, giúp hai em là bấm thật nhiều lần để like giúp chúng em được không ạ? Cũng như là share, cũng như là comment để cho nhiều người được biết hơn ạ. Giúp chúng em nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật thời tiết cụ thể tại các tỉnh thành phố, nên quý vị hãy tích cực comment lên nhá. Bây giờ như thế này chị Hà, em thấy như này hiệu quả hơn là chúng ta sẽ cập nhật toàn bộ cập nhật toàn bộ thời tiết ở các địa phương luôn. Tí nữa khán giả nào vào sau mà mọi người chưa được cập nhật thì chúng ta mới cập nhật lại cho quý vị. Còn bây giờ sẽ cập nhật chung. Bây giờ nhá, mọi người ở đây và ở trên Phở Bò, mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? Bây giờ chúng ta dừng comment lại để lắng nghe nhá. Mọi người nhá. Mọi người tạm dừng comment một chút để lắng nghe này. Rồi. Thời tiết ngày mai ở Sapa là từ khoảng 3 đến 7 độ C và trong ngày sẽ có lúc mưa. Còn ở Điện Biên Phủ ngày mai cũng mưa này, nhiệt độ trong khoảng từ 14 đến 18 độ C. Điện Biên Phủ ở phía Tây cho nên là cũng ít chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ ngày mai cũng sẽ ấm áp hơn. Thế còn ở Lai Châu nhiệt độ ngày mai là 8 đến 10 độ C và ở Sơn La thì là từ 9 đến 12 độ C. Mộc Châu ngày mai cũng có mưa, tuy nhiên là mưa nhỏ thôi, nhiệt độ trong khoảng từ 5 đến 9 độ C, vẫn là khá là rét đấy. Ở Lào Cai thì ngày mai cũng mưa, Lào Cai, Yên Bái ngày mai mưa, nhiệt độ đều trong khoảng từ 11 đến 16 độ C ạ. Tiếp theo là đến Hòa Bình và Mai Châu thì trong ngày mai cũng sẽ có mưa, tuy nhiên là mưa nhỏ ạ. Nhiệt độ trong khoảng từ 11 đến 14 độ C, 11 đến 13 độ C là ở Hòa Bình và Mai Châu ạ. Xin mời chị Hà tiếp tục giúp em từ Cao Bằng. Ôi, thật sự là bây giờ tay mình lạnh cóng luôn ý. Tiếp theo là Cao Bằng cũng sẽ có lúc có mưa. Nhiệt độ thấp nhất ngày mai chỉ 8 độ C thôi quý vị ạ. Cao nhất trong ngày là 12 độ C. Bắc Cạn cũng chung trạng thái như vậy, đó là có lúc có mưa từ 8 đến 12 độ C. Với Hà Giang, tại Hà Giang này, Đồng Văn hay Lũng Cú thì ngày mai trời cũng có lúc có mưa. Tại các điểm mà trên đỉnh cao á, như là Đồng Văn hay Lũng Cú thì nhiệt độ ngày mai sẽ chỉ là khoảng 6 độ C thôi quý vị ạ. Mọi người đợi một chút nha. Có nghĩa là bây giờ bà Minh này và Việt Hà sẽ cập nhật tình hình thời tiết cụ thể ở các địa phương từ Bắc xuống Nam. Đấy, tất cả các khu vực. Nên mọi người tạm dừng comment và lắng nghe nhá. Bọn em chắc chắn là sẽ liệt kê toàn bộ thời tiết ngày mai, nhiệt độ như thế nào cho mọi người được biết đấy ạ. Rồi, xin mời chị Hà tiếp tục ạ. Ok, nếu mà quý vị muốn gọi là gì nhỉ, cập nhật cho bạn bè, người thân thì có thể tag họ vào trong cái livestream này nữa quý vị nhá. Tiếp theo là đến Lạng Sơn này. Lạng Sơn ngày mai cũng có lúc có mưa, nhiệt độ trong khoảng từ 7 đến 10 độ C thôi ạ. Với Thái Nguyên thì khả năng sẽ có mưa nhỏ nha quý vị. Nhiệt độ là khoảng từ 9 đến 13 độ C ạ. Tại Thái Nguyên từ 9 đến 13 độ C. Với Tuyên Quang thì cũng có lúc có mưa trong khoảng từ 10 đến 13 độ C. Nhìn chung là ở đâu cũng thấy là một loạt các dự báo đều là mưa hết. Đa phần các nơi ở miền Bắc ngày mai đều có mưa. Cho nên là cái rét, cái lạnh sẽ càng ngấm hơn rất là nhiều đấy ạ. Đúng rồi.
với Hạ Long này, Hải Phòng này, những khu vực ven biển thì ngày mai nhiệt độ thấp nhất là từ 9 đến 10 độ C thôi quý vị ạ. Còn cao nhất trong ngày thì khoảng là 13 độ C, nhìn chung là cũng không tăng nhiều ạ. Mọi người bảo mặc ấm đi kìa. Dạ dạ. Giờ cũng chỉ kéo chăn lại thôi ạ. Rồi, okay, tiếp tục đến đâu đi, rồi nhỉ? Đến Hà Nội đi. Vâng, Hà Nội ngày mai là cũng sẽ có mưa, tuy nhiên là mưa nhỏ thôi, là 10 đến 13 độ C. Nhưng chị Hà biết không, em ghét nhất cái trạng thái thời tiết là kiểu mưa nhỏ lất phất như này. Kiểu trong ngày nó cứ mưa bất chợt một khoảng nào đấy, xong nó mưa nhỏ, quần áo, đầu tóc thì ướt thì bết, rất là khó chịu với cái thời tiết như vậy. Mà như thế là nhiệt độ nó sẽ càng gọi là xuống, cái nhiệt độ cảm nhận ấy sẽ càng buốt hơn. Đúng rồi. Rồi, thế còn ở Bắc, thế còn ở ngày mai này, ở Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương thì ngày mai cũng chung trạng thái là có mưa, tuy nhiên là mưa nhỏ ạ. Nhiệt độ trong khoảng từ 9 đến 12 độ C, cao nhất có thể là 13 độ C thôi. Đấy. Thế còn ở Nam Định, Phủ Lý, Ninh Bình thì ngày mai cũng sẽ có mưa, mưa nhỏ, nhiệt độ trong khoảng từ 11 đến 13 độ C ạ. À, thế còn ở Thanh Hóa thì là ngày mai có mưa, mưa nhỏ, nhiệt độ là 11 đến 14 độ C. Ừ. Đấy. À, chị Kim Xuyến ơi, em vừa cập nhật ở Bắc Ninh rồi, tuy nhiên nếu chị vào sau thì một lát nữa em sẽ cập nhật lại cho chị nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với Sầm Sơn ở Thanh Hóa thì ngày mai cũng sẽ có mưa, mưa nhỏ, nhiệt độ từ 10 đến 13 độ C. Ở Vinh này, ở Cửa Lò này, ngày mai cũng sẽ có mưa, nhiệt độ là 11 đến 14 độ C. À, mọi người ơi, có thể thấy nhá, em sẽ nói chung cái trạng thái thời tiết ngày mai ở miền Bắc và Bắc miền Trung sẽ chủ đạo là mưa. Đúng có rồi. Một số nơi là mưa nhỏ, tuy nhiên chung trạng thái là mưa. Đấy. Để bọn em sẽ chỉ cập nhật thời tiết cái nhiệt độ thôi. Thế còn ở miền Bắc và Bắc miền Trung là có mưa. Đấy. Tiếp theo, nhiệt độ ngày mai ở Vinh Cửa Lò là 11 đến 14 độ C, ở Hà Tĩnh là 12 đến 14 độ C. Từ Đồng Huế này, à Đồng Hới trở vào đến Đông Hà Huế thì nhiệt độ sẽ là 15 đến 19 độ C. Ừ, bắt đầu nhích dần nhích lên. Nhích dần lên rồi. Ở Nam miền Trung thì ở đây, khán giả tiệp tươi là vào sau nha. Vâng, anh ơi, đến tuần sau thứ ba trở đi thì trời mới ấm ạ. Tiếp theo, Đà Nẵng thì ngày mai nhiệt độ sẽ là 19 đến 25 độ C, Bà Nà 13 đến 20 độ C, Hội An 19 đến 26 độ C, Quảng Ngãi 20 đến 26 độ, Lý Sơn 21 đến 24 độ, Quy Nhơn 22 đến 26 độ, Tuy Hòa 23 đến 28 độ, Nha Trang 23 đến 28 độ. Phan Giang Tháp Tràm thì ngày mai sẽ nắng 22 đến 30 độ. Rồi, mời chị Hà tiếp tục ạ. Mọi người ơi, bọn em đang cập nhật thời tiết ngày mai cho mọi người mà mọi người đi ra hết rồi. Bắt đầu xuống đến khu vực phía Nam miền Trung luôn nha quý vị nha. Bắt đầu đến Phan Thiết này, Mũi Né này thì ngày mai sẽ có nắng và không mưa. Nhiệt độ thì trong khoảng từ 22 đến 29 độ C ạ. Nhìn chung là vẫn chưa chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Sang đến các khu vực tại Kon Tum này, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, Đắk Nông, Bảo Lộc, Lâm Đồng ở Tây Nguyên thì ngày mai sẽ là đêm không mưa, ban ngày có nắng và nhiệt độ thì nhìn chung khá là vừa phải, sẽ không vượt quá 30 độ C ạ. Dạ. Hết chưa? Hết rồi. Với khu vực miền Nam thì vẫn đang trong trạng thái đó là mùa khô mà quý vị, miền Đông Nam Bộ sẽ có nắng nóng ạ. Mọi người ơi, vừa rồi thì Bá Minh cũng như là Việt Hà đã cập nhật tình hình thời tiết cụ thể ở các địa phương cho quý vị khán giả được biết rồi. Bây giờ những ai vào sau thì mọi người có thể comment để hai MC trả lời cụ thể cho mọi người nhá. Nhân lúc vẫn đang còn nhiều tương tác thì mọi người giúp chúng em là like rồi thả tim thật là nhiều giúp chúng em với ạ. Cũng như là share để cho nhiều khán giả được biết hơn. Ôi, thật sự là trước đấy chị cũng không bị sổ mũi đâu, nhưng mà ngồi đây một lúc là bị. Đúng rồi. Ai đi ở ngoài thì thấy khó chịu nhở. Thật sự giờ này mà đi xe máy là kiểu buốt hết cả tay luôn. Khán giả comment là MC đi xem. Mọi người ơi, ở bên này mọi người đã bấm follow kênh TikTok này giúp chúng em chưa ạ? Rồi, nào bây giờ rất nhiều khán giả hỏi thời tiết ngày mai ở Nam Định. Ở Nam Định ạ. Dạ. Thế Bá Minh thì có thể là check comment nha. Dạ, em sẽ check comment chị Hà cập nhật giúp em. Nên là mọi người hãy tương tác và comment thật nhiều để tránh là tình trạng nó bị trôi á. Ở Nam Định ngày mai thì
Trời có lúc có mưa nhỏ quý vị ạ. Nhiệt độ thì thấp nhất là 11 độ C, còn cao nhất trong ngày là khoảng 13 độ C thôi ạ. Dạ vâng. Tức là chỉ nhích 2 độ C so với buổi sáng và buổi trưa. Dạ. Ở Bắc Ninh chị Việt Hà ơi. Vâng, ở Bắc Ninh thì cũng chung trạng thái là có lúc có mưa nhỏ. Nhiệt độ thấp nhất ngày mai chỉ khoảng 9 độ C thôi ạ. Còn cao nhất trong ngày là khoảng 12 độ C. À, Thái Bình ạ. Ở Thái Bình thì cũng sẽ có mưa nhỏ quý vị ạ. Nhiệt độ thấp nhất là 10 độ C thôi. Cao nhất trong ngày là 13 độ C ạ. Nghệ An nhiệt độ ngày mai ở Nghệ An sẽ có mưa. Nhiệt độ cao nhất cũng chỉ khoảng là 14 độ C thôi ạ. Đúng rồi ạ. Ở Hà Nội ngày mai cũng mưa nha mọi người. Hầu hết ở miền Bắc và Bắc miền Trung sẽ có mưa ạ. Bắc Cạn thì sao chị ơi? Vâng, ở Bắc Cạn thì cũng có mưa nha quý vị. Nhiệt độ thấp nhất ngày mai và buổi sáng sớm là 8 độ C. Còn cao nhất trong ngày khoảng 12 độ C thôi ạ. Hà Giang ngày mai thì là 11 đến 13 độ C mọi người ạ. Nhưng mà đây chỉ là nhiệt độ ở trên, gọi là các con số trên dự báo thôi ở ngoài. Thế còn nhiệt độ cảm nhận thực tế hơn. Ui giời ơi. Nhiệt độ ở ngoài sẽ lạnh hơn rất nhiều, bắt đầu cóng tay rồi đúng không? Mọi người lưu ý nhá, đây chỉ là cái nhiệt độ mà gọi là gì? Nhiệt độ ở trên số liệu thôi. Đúng rồi, số liệu thôi. Thế còn khi mà ngày mai có mưa ấy, thì cái nhiệt độ cảm nhận khi mọi người đi ra ngoài ấy, sẽ còn lạnh hơn như thế nữa cơ. Đúng rồi, vì có gió này lại còn có mưa nữa nên cảm giác sẽ rất là buốt. Dạ. À, Lào Cai ngày mai giúp em với. Lào Cai ngày mai có lúc có mưa, nhiệt độ thấp nhất là 12 độ C, còn cao nhất trong ngày khoảng 16 độ C ạ. Mình cập nhật Bắc Giang chưa nhỉ? Bắc Giang ở đây để cập nhật lại cho quý vị nhé. Bắc Giang thì ngày mai cũng sẽ có mưa nhỏ với nhiệt độ thấp nhất là 9 độ C thôi quý vị ạ. Buổi sáng sớm chỉ khoảng 9 độ C thôi. Còn cao nhất trong ngày lúc trưa chiều là 12 độ C ạ. Ở Bắc miền Trung ngày mai này, Thanh Hóa này, Vinh này, Hà Tĩnh, Nghệ An thì ngày mai cũng vẫn tiếp tục là rét. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực Bắc miền Trung này chỉ khoảng là cao nhất á, chỉ khoảng là 14 độ C. Và ngày mai là có mưa đấy mọi người ạ. Mọi người lưu ý nhá. Đúng rồi, chị Kim Xuyến có bảo là nhiệt độ có tăng. Đúng rồi, nhiệt độ trên giấy tờ và trên các bản tin dự báo thì đúng là đúng có rồi. Tăng nhưng mà ở ngoài thì có mưa nữa. Nên đấy, lại thêm cả gió từ không khí lạnh tăng cường xuống thì nó sẽ vẫn là buốt nha quý vị, vẫn rất là buốt. Đấy, mọi người lưu ý là cái nhiệt độ trên số liệu và nhiệt độ cảm nhận thực tế là khác nhau. Đúng có rồi. Thể chênh 3 đến 4 độ lận cơ. Và những cái lúc mà sau khi mà ngắt mưa xong á là sẽ còn cảm thấy lạnh hơn rất là nhiều đấy ạ. Rồi, vừa rồi thì hai MC đã cập nhật tình hình cụ thể thời tiết ở các khu vực cho mọi người biết rồi. Bây giờ thì chúng em sẽ nói lại, sẽ cập nhật lại một lần nữa thời tiết ngày mai ở các khu vực. Thời tiết chung thì ngày mai ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn sẽ tiếp tục là rét hại trên diện rộng. Đúng ạ. Đi kèm với mưa, một số điểm là có mưa nhỏ thôi nhưng nói chung là vẫn sẽ có mưa. Nhiệt độ ngày mai vẫn sẽ tiếp tục là rét, chỉ khoảng là từ 8 đến 14 độ C ở đa số các thành phố ạ. Đúng ạ. Và nhiệt độ cảm nhận thực tế ở ngoài trời ạ sẽ còn rét hơn như vậy rất là nhiều, nên quý vị lưu ý nhá. Ngày mai có mưa nên khi ra ngoài thì mọi người nên chuẩn bị áo mưa. Chắc chắn phải chuẩn bị áo mưa và nếu ai có ô tô thì cứ nên là đi ô tô hoặc các phương tiện công cộng. Vâng. Thế còn ở khu vực Nam miền Trung thì ngày mai cũng có mưa. Tuy nhiên là nhiệt độ cũng sẽ khoảng là từ... Nó sẽ là kiểu dạng trời lạnh thôi. Đúng rồi, trong đúng khoảng rồi. Là từ 21, 22 đến 26 độ C. Đúng rồi, tầm đúng đấy. Rồi. Thế còn ở Phan Thiết thì ngày mai sẽ ấm hơn là 29 độ C. Trở vào khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì sẽ nắng và nóng mọi người ạ. Nhiệt độ khoảng là... không quá 30 độ C. Không quá 30 độ C. Tuy nhiên nha, là ở thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa và Thủ Dầu Một sẽ nắng nóng 35 độ C. Nên khán giả ở khu vực Nam Bộ chú ý nhá. Rồi, không biết là mọi người còn thắc mắc thời tiết, còn thắc mắc cái tình hình thời tiết như thế nào nữa không ạ? À, mọi người vẫn hỏi nhiều về Tết và tuần sau lắm. Đây, Tết, nói lại cho khán giả vào sau là Tết này thì thời tiết chủ đạo sẽ là rét. Vâng, vẫn là rét nhưng sẽ không rét đậm rét hại ạ. Không rét đậm rét hại, nền nhiệt chủ yếu là dưới 20 độ C vâng. Và có khả năng là có mưa. Mưa chủ yếu là về đêm và sáng sớm hoặc là nó sẽ là kiểu tình trạng có sương mù nhiều á quý đúng vị. Đúng rồi, đúng rồi. Và cái nền nhiệt trung bình Tết năm nay sẽ thấp hơn mọi năm tương đối là nhiều đấy mọi người ạ. Rồi, thế còn đến tuần sau nha, mọi người chú ý là đến tuần sau là thời tiết đã ấm lên rồi. Đúng đấy, rồi ạ. Là thời điểm để chúng ta dọn nhà đón Tết này, sắm quần áo này và giặt giũ quần áo, giặt giũ chăn màn.
Vâng. À, cảm ơn tất cả mọi người đã ở đây với chúng em để cập nhật tình hình thời tiết cho ngày mai, cho tuần tới và cho cái Tết này. Cảm ơn mọi người vì luôn đồng hành cùng với Bá Minh và Việt Hà trong các cái phiên livestream. Bây giờ thì mọi người có thể giúp hai MC là bấm thả tim này, bấm like này, bấm share này. Đấy, để cho nhiều khán giả được biết hơn. Khán giả ở bên này thì mọi người nhớ ấn follow giúp chúng em nhá. Để trước Tết đạt KPI là 10.000 follow, mọi người giúp chúng em nhá. Rồi, còn bây giờ thì mặc dù là không muốn tạm biệt mọi người đâu vì đang rất là nhiều mắt xem. Vẫn lưu luyến mọi người quá. Mọi người ơi, mọi người có muốn mình nói chuyện gì thêm không ạ? Hay là mình kết thúc ở đây? Ví dụ mà những quý vị nào mà có vào xem livestream trước này thì có thể gọi là phổ biến cho mọi người, những cái quý vị nào mà comment ở đằng sau á. Trời lạnh quá. Thôi chớp thời tiết vô tư đi. Mọi người ơi, Tết này là mặc áo dài là khó nha. Hoặc là mọi người có thể khoác thêm một cái áo lông rất là xinh mà. Áo dài mặc kiểu vải nhung á. Đúng rồi. Thì mọi người mặc áo dài vẫn có thể mặc cái áo giữ nhiệt bên trong mà. Đúng rồi. Thật ra nếu mà có trời lạnh này, có thêm một chút mưa thì nó sẽ ra cái không khí Tết hơn. Nên chúng ta cứ suy nghĩ tích cực một chút mọi người ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi thôi thì mọi người ở bên này nhá, mọi người ở lại nhá, không đi nhá. Bọn mình vẫn còn tiếp tục phải nói chuyện với nhau đấy nhá. Thế còn khán giả ở đây ơi, cảm ơn mọi người đã ở đây với hai MC từ đầu cho đến cuối. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở Phở Bò nhá. Ai vẫn muốn tiếp tục nói chuyện với chúng em thì có thể chuyển sang một nền tảng khác. Đấy, nền tảng mà chúng em đã PR, đã quảng cáo rất là nhiều cho mọi người rồi. Thì mọi người có thể di chuyển qua đó để trò chuyện tiếp tục cùng với chúng em. Thế còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Nhớ ấn like cho bọn em nhá.